Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tài xế ô tô bất ngờ vì nhậu từ trưa vẫn còn nồng độ cồn. Tối ngày 17 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp tuần tra một số tuyến đường xung quanh. Chưa đầy 2 tiếng lập chốt, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 14 trường hợp đi xe máy, 1 trường hợp lái ô tô vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, vào lúc hơn 21 giờ, tổ công tác thấy H điều khiển xe máy có dấu hiệu loạn choạng, không được tỉnh táo nên cho dừng xe và yêu cầu H thổi vào máy đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, H có mức cồn vi phạm là 0,596mg trên 1 lít khí thở. Thời điểm trên, H không xuất trình được căn cước công dân. H sau đó liên tục làm khó cán bộ vì cho rằng mình không có căn cước công dân là do lần trước trong lúc làm thủ tục lấy xe bị bắt ở cầu Bình Phước, khi lấy lại xe nhưng không được trả kèm căn cước công dân. Sau khi nghe cán bộ giải thích, trao đổi về việc khiếu nại nếu thấy quy trình làm việc của cảnh sát giao thông chưa đúng, H không đồng tình, không ký nhận biên bản rồi bỏ về. Hơn 10 phút sau, H quay lại chốt làm việc nói đang làm thuê, mong cán bộ thông cảm cho lấy xe về liền để mai đi làm mới có tiền đóng phạt. Cán bộ không đồng ý, đồng thời yêu cầu H nếu muốn lấy xe thì sáng mai đến trụ sở công an đóng phạt. H sau đó vẫn đi qua lại chốt kiểm tra, muốn xin đóng phạt liền để lấy xe đi làm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện hai trường hợp điều khiển xe máy là N và K có mức độ nồng độ cồn vi phạm lần lượt là 0,705mg trên 1 lít khí thở và 0,402mg trên 1 lít khí thở. N và K sau khi bị phát hiện vi phạm đã không ngồi vào bàn làm việc, không ký biên bản, bỏ xe đi về. Khoảng 22 giờ, trong lúc kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên trên đường Tô Ngọc Vân, tổ công tác phát hiện tài xế xe ô tô S có mức độ cồn vi phạm là 0,137mg trên 1 lít khí thở. Tại thời điểm trên, S cho biết đã nhậu từ trưa tại Bến Tre, sau đó được bạn trở lên thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối, S lái xe về Bình Dương thì bị phát hiện vi phạm. S tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ nhậu từ trưa, sau đó ngủ trên xe nhiều giờ liền mà vẫn còn nồng độ cồn. Với nồng độ cồn vi phạm ở mức 1, S sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng. Trong thời gian lập chốt kiểm tra vi phạm, tổ công tác nhiều lần nhắc nhở và quyết liệt xử lý nhiều trường hợp vi phạm, gọi điện cho người thân cầu cứu. Nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ngày 15 tháng 11 cho biết, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, có rất nhiều quy định mới. Trong đó, luật mới giữ nguyên quy định 3 mức phạt vi phạm nồng độ cồn như sau. Điều khiển xe máy hoặc ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị định hướng dẫn luật này đang trình lên Chính phủ, Bộ Công an đề xuất đối với ô tô, cơ quan soạn thảo giữ nguyên mức 1 và mức 3 nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ 16 đến 18 triệu đồng lên 18 đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên mức 1, tăng mức 2 từ 4 đến 5 triệu đồng lên 6 đến 8 triệu đồng và mức 3 từ 6 đến 8 triệu đồng lên mức 8 đến 10 triệu đồng. Thêm vào đó,
người vi phạm nồng độ cồn mức 2 trở lên còn bị trừ sạch 12 điểm bằng lái xe, còn mức 1 sẽ bị trừ hết điểm bằng lái xe nếu tái phạm nhiều lần. Số lần tái phạm sẽ được Bộ Công an quy định ở thông tư hướng dẫn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, quá trình xây dựng luật, Bộ Công an và các bộ ngành đã phối hợp làm rõ những tác hại của dùng bia rượu khi lái xe. Qua đó cho thấy, tài xế sử dụng rượu bia có thể gây tổn thương não, ức chế hệ thống thần kinh, làm cho con người dễ bị kích động mạnh, mất chuẩn mực, phản ánh, chậm chạp, giảm nhạy bén khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thực tế, việc sử dụng rượu bia có thể khiến người dùng bị mất tập trung khi lái xe. Một số trường hợp say xỉn còn thực hiện hành vi phóng nhanh vượt ẩu, từ đó phát sinh các tình huống nguy hiểm có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tai nạn giao thông liên hoàn làm ảnh hưởng đến sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của người điều khiển phương tiện và cả những người xung quanh. Bộ Công an đề xuất giảm phạt tiền tài xế vi phạm nồng độ cồn mức thấp. Hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp được Bộ Công an đề xuất giảm tiền phạt từ 3 đến 5 triệu đồng xuống 800 đến 1 triệu đồng. Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ mức xử phạt tiền đối với chủ phương tiện có nồng độ cồn thấp. Cụ thể, Nghị định số 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quy định xử phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ thấp mức tiền phạt so với quy định số 100/2019 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn ở mức thấp. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thêm vào đó, dự thảo đề xuất giảm mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng xuống 400.000 đến 600.000 đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất giảm mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng xuống 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, Bộ Công an đề xuất vẫn giữ nguyên mức phạt như quy định hiện hành. Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị trừ sạch điểm bằng lái. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ hiệu lực từ 1/1/2025 quy định về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm của giấy phép lái xe để tránh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực. Bộ Công an đang lấy ý kiến của các bộ, ngành dự thảo, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Như vậy, chủ phương tiện có thể vừa bị trừ điểm bằng lái, vừa bị phạt tiền. Tuy nhiên, tài xế bị trừ điểm thì không bị tước bằng lái. Trừ điểm và phục hồi điểm tự động. Theo Bộ Công an, việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên về việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo, giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Theo đó, người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm phải tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu mới được phục hồi đủ 12 điểm. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh như hình thức tước giấy phép lái xe hiện hành. Quy định trừ điểm giấy phép lái xe cũng được Bộ Công an đánh giá là đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe, việc vi phạm tái phạm, từ đó tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Cũng theo Bộ Công an, dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Dự thảo nghị định quy định cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần. Nếu có hai hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe trở lên thì chỉ trừ điểm một lần với số điểm bị trừ là số điểm của hành vi có quy định bị trừ điểm nhiều nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.